Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại shop phụ tùng riêng. Hôm nay mình sẽ cho các bạn phân biệt được cái chống nghiêng nha. Cái góc máy nó gần giống nhau, còn chúng ta phân biệt cái chống nghiêng nha. Hôm nay chúng ta sẽ phân biệt được là cái chống nghiêng 81, 86 nghiêng nó khác nhau chỗ nào, nó có đề và không đề. Rồi thứ nhất đây là cái chống nghiêng của 81. 81 thì nó không có cái cục cao su ở đây ha. 86 nó có cục cao su đó, bạn thấy nó có cục cao su. 86 là nó có cao su ha, 81 không có cao su. Rồi cái đời cấp tâm trở đi thì nó có cao su đó, đèn vuông thì nó có cao su. Rồi cái thứ hai, đối với thằng 81 thì cái lò xo nó nằm bên ngoài, lò xo nằm bên ngoài. Rồi 86 lò xo nằm bên trong, thấy không? Đó, một cái là lò xo nằm bên ngoài, đây là 81 lò xo nằm bên ngoài, 86 lò xo nằm bên trong. Nếu mà lò xo nó nằm bên trong thì cái con ốc dặn của cái chống nghiêng này nè, đó, nó nằm ở ngoài nè, thấy không? Con ốc dặn nằm ngoài, còn 81 con ốc nó nằm bên trong đây. 81 cái đầu ốc còn cái đuôi ốc nằm trong, tại vì nó cắn cái lò xo. Rồi đó là phân biệt giữa 81, 86. Lưu ý ha, 81 là có cục cao su, 86 là có cục cao su, 81 không có cục cao su. Là sao 81 nằm bên ngoài, là sao 86 nằm bên trong. Cái thằng 81 nè, nó rất dễ giống với cái đùi lô, là cái đùi dinh. Thì cái con ốc, cái cây sắt này nè, nó có cái điểm khoét ở đây, thì con dinh á, cái cây này nó rất là ngắn, nó khúc vậy. Còn đùi lô nó dài ra nhìn nè, nó dài ở đây, nó có cái lỗ khoét nhỏ vô, nó lỗ khoét nhỏ để lọt cái bát đây. Còn đồ lô thì nó thẳng luôn, mình chỉ gắn này thôi. Rồi đó là 81 cho 86. Rồi cái thứ hai là gắn máy có đề với không đề. Gắn máy có đề mình gắn được cho xe không đề, nhưng mà gắn máy không đề không thể gắn được cái lốc máy có đề, tại vì cái lốc máy nó bự một chút. Đây là thằng 82 có đề, còn thằng này là 81 không đề. Thì cái phần bắt đầu từ phần chống nghiêng này nè, ra đây nó dài hơn một chút, nó dài hơn khoảng phân các bạn, chim phân thôi, nó dài không có nhiều lắm. Rồi các bạn nhìn đó, thấy nó dài hơn khúc không? Cái này là cái có đề đó, nó dài hơn khúc như thế này đó, mình nhìn vô 81 này nó sát luôn, nó sát đây, còn có đề thì nó dài ra. Thì đây là gắt máy có đề, đây là gắt máy không đề. Rồi nó chỉ vậy. Ok, hôm nay mình giúp các bạn phân biệt được cái chống nghiêng của 81 và 86 và có đề và không đề. Rồi đây là hai cây gắt máy zin ha, hàng zin mình mua kho, thì mỗi kho nó bán một cái đồ khác nhau chứ không có giống nhau. Và đây là chữ ký của kho, nếu có vấn đề gì lỗi mình đem tới kho mình trả đó. Thấy chưa, các bạn thấy mua đồ kho, thấy các bạn yên tâm chưa? Các bạn mua đồ bên mình yên tâm ha. Khách mà có phàn nàn gì là mình đem tới kho, mình hỏi lại, ví dụ có những cái mình không biết, khách biết, khách nói à tại sao cái con ốc này dày, thì mình sẽ cầm cái này đi về kho, mình hỏi à khách thắc mắc ốc này dày, thì mình sẽ có câu trả lời cho các bạn. Đây, cục cao su zin. Cái này nó hư mình có thể thay, cái này có bán riêng nha các bạn. Đồ zin người ta có bán cục cao su này. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái phần chống nghiêng riêng. Phân biệt chống nghiêng 81, 86 riêng khác nhau chỗ nào, có đề và không đề. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn clip tiếp theo chúng ta sẽ coi tiếp một món khác nha.